chặt đứt con chăn dài 8 mét. Đây chính là thức ăn truyền thống của họ. Đây là bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi. Họ săn bắt động vật hoang dã làm đồ ăn. Đến cả chim tê giác cũng là mục tiêu của họ. Họ không chỉ có kỹ năng săn bắt với cung tên, họ còn có thể mô phỏng tiếng kêu của động vật. Hôm nay, mới sáng sớm, thằng cha nội White đã giục người dân bộ lạc đi săn mồi. Anh ta chỉ dám đi đằng sau. Anh mà làm phiền họ săn bắn là ăn đòn ngay. Bộ lạc này từ đời tổ tiên đã coi săn bắt là công việc chủ đạo của mình. Họ cao trung bình 3 mét bẻ đôi. Bình thường không thích mặc quần áo, chỉ dùng lá cây để che bộ phận tế nhị. Họ đi sâu vào trong rừng, nơi đây hoang vu ám, nổi hết cả da gà. White đi theo sát bọn họ. Anh ta sợ mình đi lạc là đang xuất khỏi trái đất luôn. Trong rừng có rất nhiều chăn độc, thỉnh thoảng còn có động vật hoang dã nữa. Còn có rất nhiều loài cây gai. White mới đi vài trăm mét mà đã bị sức hết cả chân. Dù đã sinh sống ở đây quen rồi, anh chàng da đen chưa đến 30 tuổi này cũng có nhiều lúc bất cẩn. Trong lúc chiến đấu với một con báo, anh ta đã bị chột một mắt. Đã xấu lại còn chột mắt, thảo nào vẫn né nhăn răng. Đối với người săn bắt mà nói, mất một mắt là cản trở không nhỏ. Nhưng vì miếng ăn là miếng nhục, anh ta vẫn phải tiếp tục công việc này. Họ đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn xuống đất. Dựa theo dấu vết trên mặt đất, đây là con chăn khổng lồ. Dù White không có kinh nghiệm nhưng cũng đoán được đây là một chăn chúa. Họ còn nhìn thấy dấu vết con chăn chiến đấu. Baka vừa nhìn đã biết đây là dấu vết con chăn đánh nhau với con mồi. Trong rừng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sa vào đầm lầy ngay. Càng đến gần, họ càng ngửi thấy mùi của con chăn. Họ đoán con chăn đang rất gần. Họ chia nhau ra đi tìm con mồi. Bỗng dưng, họ nghe thấy tiếng gọi của đồng bọn. White và mấy người khác nhanh chóng chạy đến nơi. Khi White chạy đến thì anh chàng đã xử lý xong con chăn. Trong bụng của con chăn còn có thịt con linh dương chưa tiêu hóa hết. Thảo nào họ xử lý con chăn nhanh như thế. Họ rút da của con chăn. Con mồi này nặng hơn 50 kg. Bằng này thịt thì có mà ăn đến Tết năm sau. Họ dùng lá cây để đựng thịt. Sau đó, họ mang thành quả về nhà. Người già và phụ nữ tổ chức cho họ một buổi lễ chúc mừng. White cũng được hưởng ké. Đó là vì anh ta lần đầu tiên đi săn bắt mà đã giúp bộ tộc kiếm được con chăn 50 kg. Bộ lạc này còn có tổ chức nghi lễ cho người trưởng thành. Họ sẽ dùng dao mài sắc răng của thanh niên. Như thế, họ sẽ dễ dàng ăn thịt hơn. Nghi lễ này khiến White run rẩy. Không những anh ta mà ngay cả người trong bộ tộc cũng sợ vãi tè. Buổi tối, họ vây quanh ngọn lửa, múa điệu múa cổ truyền. Baka dạy White cách mô phỏng tiếng kêu của động vật. Skill này không phải ai cũng làm được đâu. Sáng hôm sau, mọi người không thể không lên đường săn bắt, bởi con chăn 50 kg đã bị ăn hết rồi. Lần này, họ mô phỏng tiếng kêu của linh dương để bắt mồi, mô phỏng tiếng kêu của linh dương để tạo ra một cái bẫy. Họ lại dựa vào dấu vết trên mặt đất để đi tìm linh dương. Dựa theo độ nông sâu của vết chân, rất có thể con linh dương đang ở đây. Nó đi theo hướng bắc. Họ còn phát hiện dấu vết của trâu rừng, nhưng dấu chân này có từ rất lâu rồi. Trong rừng sâu, họ chỉ có thể dựa vào dấu chân để tìm con mồi. Họ tìm thấy phân của linh dương cách đấy không xa. Dựa vào mùi và độ ẩm của phân, rất có thể con linh dương vậy xong. Để bắt được linh dương một cách nhanh chóng, họ chia nhau ra trốn ở nhiều góc khác nhau. White trốn ở chỗ yên tĩnh một chút. Baka vội mô phỏng tiếng kêu của linh dương. Như thế, những con linh dương sẽ mau chóng đến đây. Còn người khác thì cầm chặt vũ khí trong tay, họ có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, tiếng kêu này cũng có thể thu hút những động vật ăn thịt khác. Mọi người hồi hộp nín thở, cùng chờ đợi linh dương đến gần. Lúc này họ cũng nghe thấy tiếng kêu của linh dương càng ngày càng gần, bởi vì vũ khí của họ chỉ có tác dụng ở cli gần. Chỉ cần linh dương xuất hiện trong phạm vi 5 mét là họ thắng chắc. Bỗng dưng, một anh chàng đã bắt được một con linh dương. White nhanh chóng chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Anh chàng dùng vũ khí của mình đâm thẳng vào người linh dương. Nếu muốn săn bắt trong rừng, không những cần có kinh nghiệm mà còn phải hiểu biết thói quen của chúng. 5 người đàn ông dùng 10 tiếng để đem 5 kg thịt về cho bộ lạc. Số thịt này chỉ đủ cho họ ăn trong một ngày. Mỗi lần họ trở về, phụ nữ và người già sẽ tổ chức tiệc mừng họ trở về, bởi họ chính là người hùng của bộ lạc. Tối nay, họ có món thịt linh dương nướng với rượu. Vì thịt không nhiều nên mỗi người chỉ được một miếng bé tí. White ngày càng quen với cuộc sống rừng rú rồi. Sáng hôm sau, Baka lại dạy anh ta skill săn bắt thứ 3. Đó là cách dùng cung tên gỗ để bắt mồi. Baka bắn trúng mục tiêu một cách dễ dàng. Nhưng kỹ năng của White nghiệp dư quá. Ngắm cả ngày trời mà không trúng, quê chữ E kéo dài. Họ dạy anh cách chế thuốc độc. Đầu tiên là nhựa cây, sau đó là chất bột màu đen. Trộn lẫn vào nhau, thế là chất độc đã tạo thành. Sau đó, họ dẫn anh vào rừng săn bắt. Từ trước đến nay, mỗi khi vào rừng, bộ tộc đều có mục tiêu của mình. Mục tiêu của họ hôm nay là chim tê giác. Muốn bắt con mồi này, cần phải thật yên tĩnh. Baka nói với anh rằng, bọn họ cần có một đôi mắt tinh tường và một đôi tai thính. Họ cần dựa vào hướng bay của chim trên cây để xác định vị trí con chim. Họ đi rất lâu mới đến nơi. Họ đi sâu vào trong rừng. White vô dụng chỉ có thể ngồi một góc xem. Còn Baka đứng dưới gốc cây, bắt đầu mô phỏng âm thanh chim tê giác. Tiếng mô phỏng này sẽ thu hút được nhiều con mồi hơn. Lúc này, White nghe thấy tiếng chim kêu ở ngay bên cạnh mình. Người đàn ông lấy cung tên gỗ bắt đầu hành động. Mũi tên đầu tiên không thành công vì có quá nhiều tán cây che mất tầm nhìn. Baka đành tìm một góc khác. Sau đó, White không nghe thấy tiếng chim nữa. Ông ta nói rằng con chim trúng tên rồi. Bây giờ, họ chỉ cần đợi chất độc phát huy tác dụng. Họ bất ngờ nghe thấy tiếng rơi. Họ nhanh chóng đến xem. Thì ra, đó là chim tê giác trúng tên độc. Quả là tài tình. Đoạn video hôm nay đến đây thôi. Hãy theo dõi tôi để khám phá thế giới kỳ thú. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vufilm Review nha.